Xin chào các em, chúng ta tiếp tục bài học của tiết thứ nhì trong tuần này, định lý đảo và hệ quả của định lý Thales. Chúng ta vào phần đầu tiên của bài học, định lý đảo của định lý Thales, nội dung như sau. Cho một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ, thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác. Chúng ta vẽ hình và viết giả thiết kết luận. Ở đây cô có tam giác ABC với E thuộc cạnh AB, F thuộc cạnh AC, sao cho AE trên AB bằng AF trên AC hoặc EB trên AB bằng FC trên AC hoặc AE trên EB bằng AF trên FC. Chúng ta chỉ cần một trong ba tỷ lệ thấp này thôi thì chúng ta đủ điều kiện kết luận EF song song với BC. Cô có ví dụ như sau. Cho tam giác ABC với D thuộc cạnh AC, E thuộc cạnh BC và có các số đo như trên hình, em hãy chứng tỏ DE song song AB. Ở đây, chúng ta nghĩ đến định lý đảo của định lý Thales. Chúng ta kiểm tra tỉ số thứ nhất. CD trên DA bằng 15 trên 5 bằng 3. Tỉ số thứ nhì. CE trên BE bằng 21 trên 7 bằng 3. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng hai tỷ số này bằng nhau. CD trên DA bằng CE trên BE vì cùng bằng 3. Như vậy chúng ta xét tam giác ABC có cái tỷ lệ thức CD trên DA bằng CE trên BE chứng minh trên. Như vậy chúng ta kết luận được DE song song với AB. Chúng ta qua phần số 2, hệ quả của định lý Thales, nội dung như sau. Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại, thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỷ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho. Cô vẽ hình và viết giả thiết kết luận. Ở đây, chúng ta có tam giác ABC, có EF song song với BC, với điểm E thuộc cạnh AB, điểm F thuộc cạnh AC. Như vậy tam giác mới là tam giác nào các em? À đây là tam giác AEF. Ba cạnh của tam giác mới AEF tương ứng tỷ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho là tam giác ABC. Như vậy ta có AE trên AB bằng AF trên AC bằng EF trên BC. Ở đây cô có một cái chú ý như sau. Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng A song song với một cạnh của tam giác và các phần kéo dài của hai cạnh còn lại. Như vậy chúng ta quan sát hai hình vẽ bên dưới các em ha, và cái hệ quả trên vẫn đúng đối với hai cái hình vẽ này. Cô có bài tập như sau, cho tam giác ABC có DE song song với BC và có các số đo như trên hình, hãy tìm x, tức là tính độ dài của đoạn DE. Chúng ta nhận thấy đoạn DE song song với BC nên chúng ta nghĩ ngay đến hệ quả Thales. Ta trình bày như sau. Xét tam giác ABC có DE song song với BC, điểm D nằm trên AB, điểm E nằm trên AC. Chúng ta có tỷ lệ thức AD trên AB bằng DE trên BC, hệ quả Thales. Ta thế số đo vào. Lưu ý độ dài của đoạn AB chính là bằng độ dài của đoạn AD cộng cho độ dài của đoạn DB, tức là bên dưới chỗ AB đây, chúng ta thế là 2 cộng 3. Sau đó chúng ta tìm x, x bằng 2 nhân 6,5 chia cho 5, nhân chéo chia ngang, chúng ta tìm được x bằng 2,6. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em lên website của trường để tải bài tập về làm. Mong sớm được gặp lại các em. Xin chào tạm biệt.